Xin chào tất cả các em, bây giờ cô sẽ cùng với các em đi giải bài 32 trang 128 sách giáo khoa toán 8 tập 1. Ở bài 32, ý A, hãy vẽ một tứ giác có độ dài hai đường chéo ở đây là 3,6cm và 6cm. Hai đường chéo đó thì vuông góc với nhau. Hỏi có thể vẽ được bao nhiêu tứ giác như vậy? Hãy tính diện tích của mỗi tứ giác vừa vẽ. Ý B, hãy tính diện tích của hình vuông có độ dài đường chéo là D. Thì đầu tiên, đối với ý A, ở đây thì cô đã vẽ hình. Ở đây thì là cô có tứ giác, ở đây là ABCD. AC của cô có độ dài là bằng 6cm, BD ở đây là bằng 3,6cm và AC thì vuông góc với BD. Ở đây chúng ta có đây là tứ giác ABCD. Trong đó thì AC ở đây là bằng 6cm, BD ở đây là bằng 3,6cm và BD thì ở đây là vuông góc với AC. Vậy thì ở đây các em có thể vẽ được vô số các tứ giác như vậy, đúng không? Ở đây chúng ta suy ra là có thể vẽ được vô số tứ giác thỏa mãn yêu cầu. Và bây giờ thì cô sẽ đi tính diện tích của mà tứ giác cô vừa mới vẽ ở trên. Thì ở đây, với tứ giác ở trên thì các em nhận thấy được diện tích ở đây SABCD của chúng ta thì chính là bằng 1/2 tích hai đường chéo, đúng không các em? Tức là bằng 1/2 AD nhân với BC. Công thức thì đã được chứng minh ở câu hỏi số 1 ở trên của chúng ta. Nếu như bạn nào không nhớ thì các em xem lại. Và ở đây thì chính bằng 1/2 AC nhân với BD. Và ông này, ở đây thay số vào chính là bằng 1/2 nhân 6 nhân 3,6. Và các em sẽ được kết quả đây là bằng 10,8cm². Rồi, tiếp theo thì ở ý B. Tính diện tích của hình vuông có độ dài đường chéo là D. Thì các em nhận thấy được hình vuông thì có hai đường chéo bằng nhau và vuông góc với nhau, đúng không? Ở đây chúng ta có hình vuông thì có hai đường chéo bằng nhau và vuông góc với nhau. Nên lúc này thì các em sẽ có được diện tích của hình vuông ở đây thì sẽ được tính như sau. S lúc này thì sẽ bằng 1/2 nhân D nhân D. Và ở đây chính là bằng 1/2 D bình. Vậy là đến đây thì cô đã hướng dẫn các em giải xong bài 32 trang 128 sách giáo khoa toán 8 tập 1.